danh tích 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Thu Bồn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và huyện Duy Xuyên đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ của tỉnh nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Thượng tá Ngô Quang Chiến, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã xác định danh tính 5 người mất tích sau khi bị lật thuyền trên sông Thu Bồn. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Danh sách 5 nạn nhân mất tích gồm 1. Đoàn Nguyễn Nhân Hiếu, 27 tuổi 2. Nguyễn Ngọc Trường 3. Nguyễn Đức Tính, 22 tuổi 4. Võ Hùng Tâm, 20 tuổi 5. Lê Văn Lưu, lái đò. Có mặt tại hiện trường, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động phương tiện khẩn trương tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Trước đó, khoảng 15 giờ chiều nay, mùng 8 tháng 5, 11 người ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đi chơi trên sông Thu Bồn. Khi đến khu vực cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa thì không may bị lật thuyền. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương và lực lượng chức năng cứu vớt được 6 người, 5 người vẫn đang mất tích.